Cái gì? Nhiêu đó mấy con một trang là một món á. 5, 6, 7. Gì? Nói kêu rồi đâu có món nào không ngon đặt cái gì đâu. Nhau bây giờ ở đây là mấy ông nào không giá. Gì nhiêu có cô lựa có giá nè. Nhiêu. Ờ lẩu lựa xong lọc có giá. Nhiêu. Thái à? Ừ. Sao không cho giá tổng luôn, báo giá ta. Với cô biển. Tại ông mình ông kia mình lựa món mà. Nhiêu sao lựa món đâu có để giá trong luôn. À, cái gì nè? Có giá rồi, thấy nhìn mặt bắt làm dâu hả? Bổng cơm thấy. Ừ, đặt món bà. Ăn là bà không? Lẩu cá, lẩu mực, lẩu lương, lẩu ngọt, lẩu gà, lẩu cua. Thì đủ mà thích sản gà, ba cái nữa là đưa giá rồi. Đăng kìa, hạt giá đâu có nào được. Phải báo giá, đúng rồi. Lên xét rồi. Lên báo giá đúng không? Lên xét rồi. Rồi, rồi, rồi. Bà đưa nguyên cuốn bơm. Này có mấy món rồi ta? Cho lửa xong báo giá. Mà gặp đau, gặp ghế á. Có mấy món à? Nhìn mặt bắt gì không? Ê, chào nè. Đọc đi, đọc đi. Hello, nào nè, đây. Nghe rồi. Hello năm. Hello. Dạ ông năm nè. Dạ ông năm đi. Dạ ông năm. Mà biết đâu có ai biết đâu.